quý ông này muốn vào tù. Nhờ tư chất thông minh của mình, anh ta tìm thấy thông tin về một tên tội phạm trên Internet. Sau khi vào nói dối là muốn đến thăm anh họ của mình. Bởi vì tuyển chọn nhiều như vậy, sắc mặt của hắn tương đối khả quan. Tên đại ca vừa ngồi xuống liền mơ hồ. Mày là ai? Kế tổ cũng đi thẳng vào vấn đề. Mày mặc quần áo này ra ngoài, tao vào tù thay mày. Đại ca nghe thấy điều này vui vẻ cười ngả nghiêng. Mày là hổ sao? Sao thế, coi quản ngục như con cá, chỉ có ký ức trong 7 giây à? Lúc này Keto cười liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thật trùng hợp khi quản ngục sắp thay ca. Thời cơ không tệ. Điều này được giải quyết nhưng lại xuất hiện vấn đề khác. Điều này vẫn còn là vấn đề sao? Keto đặt tay lên trên. Hả? Chiếc còng chạy thẳng vào tay anh. Keto thẳng thắn nói với anh ta, nếu anh ta ra ngoài, anh ta sẽ tiếp tục nổi loạn. Chỉ ra ngoài mới có thể khiến anh ta quay trở lại. Thì ra là như này, Keto thành công vào tù. Và mục đích thực sự của anh ta trong tù, đó là điều tra nguyên nhân khiến cha anh tự sát. Hóa ra bố anh ta là một tài xế của phú hào. Vì mất một sợi dây chuyền có giá trị ở nhà, ông ta nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị tình nghi đầu tiên vì màu da của mình. Để tìm ra sự thật, Keto đã tìm thấy bạn tù của cha mình trên Internet. Trong tù dùng 2 bao thuốc lá, đã hỏi thành công nơi ở của ông ta. Được biết ông ta bị ốm và được đưa vào bệnh xá. Vì vậy anh ta đã chủ động chọc tức lão đại của trại giam. Kết quả là bị một em trai cầm bàn chải đánh răng đâm. Ra là vậy, vào bệnh xá thành công. Sau vài câu hỏi thăm, lần theo manh mối do đại ca cung cấp, thành công tìm thấy một cuốn sách có thông tin về cái chết của cha anh ấy trong phòng giam. Khi trở lại nhà tù, Keto quả nhiên đã tìm ra manh mối. Trước khi cha chết, đánh dấu văn bản trong sách bằng đồ uống. Quả nhiên ghép lại xong tất cả các từ ngữ, phát hiện cha mình thực sự bị oan. Vì vậy Keto quyết định vượt ngục và trả thù. Quý ông này muốn thoát khỏi nhà tù, giả vờ chọc tức ông chủ trại giam. Kết quả là một em trai dùng bàn chải đánh răng đâm. Ra là như này, tất nhiên được vào bệnh xá. Y tá Aira điều trị vết thương, bày tỏ sự cảm ơn Keto đã hôn tay cô ấy. Lén lấy đi lọ thuốc nhỏ. Đến nhà tù hóng gió, Keto chịu đựng cơn đau và chạy 3 bước. May mắn cuối cùng anh ta cũng giật được chiếc lưới bóng rổ. Và cai ngục không phát hiện ra. Sau khi quay về lấy lưới bóng rổ ra, đổ từng viên thuốc nhỏ ra và nuốt hết. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Keto lên kế hoạch treo cổ tự tử. Trên người đeo lưới bóng rổ và cột dây vải trắng vào lưới bóng rổ. Đếm thầm 123 và đá vào chân. Hà, trực tiếp đã ngất xỉu. Và lúc này y tá Aira đã tìm thấy anh. Tim của ngục Keto đã không còn đập. Khoác lên người chiếc túi sách và đẩy xe tiễn anh ta đi. Nào đâu biết xe đang chạy, túi đựng xác bị kéo ra. Hà, thật bất ngờ Keto vùng dậy. Hóa ra là anh ấy cố tình uống thuốc để bản thân ngất đi. Và anh ta không bị treo cổ vì anh ta có một cái lưới bóng rổ buộc vào người. Vậy là Keto đã vượt ngục thành công. Hay thật, lại thành công đưa đi một vị. Anh ta là kẻ gian manh trong giới quái đảo. Một người đàn ông có chỉ số IQ 200. Và anh ấy nhìn chằm chằm vào bảo tàng Louvre. Một chiếc vòng cổ nữ hoàng trị giá 20 triệu đô. Đầu tiên tìm một môi giới da đen. Khởi nghiệp bằng chứng chỉ giả tự chế. Sau đó về nhà lên mạng đổi thông tin. Biến ảnh đại diện của người giàu thành của anh ấy. Tài sản thậm chí còn được phóng đại lên 9 con số. Đã giả mạo danh tính thành công. Anh ấy đã sử dụng quỹ khởi nghiệp để tìm bản. Làm một chiếc vòng cổ nữ hoàng giả cao cấp 1-1. Và điều quan trọng là làm thế nào để đi sâu vào bảo tàng Louvre. Tìm người phụ trách để đăng ký làm người dọn dẹp. Nhưng đại tỷ này nói với anh rằng đơn vị sẽ không thuê người. Hắc Keto quay đầu lại và tình cờ nhìn thấy địa chỉ trên bức ảnh. Vội vàng nghĩ ra và nói rằng mình và chị gái này là đồng hương. Quả nhiên, đồng hương nhìn đồng hương đôi mắt ngấn lệ. Hắc Keto đi vào phát hiện nó được canh gác cẩn thận bên trong. Ngay cả các vật phẩm được đưa đến và đem đi đều được kiểm tra từng cái một. Đơn thương độc mã chắc chắn là không được rồi. Vì vậy anh ta lại tìm đến môi giới đen, nói dối rằng anh ấy không còn tiền, nhưng đã đưa ra kế hoạch ăn cắp hoàn hảo của họ. Ngày hành động được đặt thành ngày đấu giá. Hắc Anva diện sút ra thắt lưng biến thành người giàu có. Ba anh em, hai người đóng giả nhân viên bảo vệ và một người là người dọn dẹp. Lúc này Hắc Keto giơ tay tăng giá. Và khi nhân viên xem thông tin, tài sản của anh ấy hóa ra cao tới 576 triệu euro. Ngay cả người dẫn chương trình cũng bị sốc. Bên kia lẻn vào phòng giám sát, dùng một cái thùng rác đã đập ngã lật nhân viên giám sát. Và khi Hắc Keto nhận được tin rằng anh ấy có thể hành động, trả giá trực tiếp đến 60 triệu. Dù sao thì bản thân cũng không có tiền, chẳng phải là muốn đặt bao nhiêu thì đặt sao. Hắc Keto sẵn sàng khui hàng và kiểm tra hàng. Nào biết rằng đồng phạm của mình bất ngờ phản lại. Quả nhiên một cuộc chiến đã xảy ra. Vài người đã bị đè xuống và bị trói. Cầm sợi dây chuyền lên, cả hai vội vã ra ngoài, chen vào trong xe và bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nào đâu biết một đối tác mắc sai lầm, lái xe vào phòng trưng bày.
hay thật một hơi đã đưa đi 3 vị. Cảnh sát không biết rằng sợi dây chuyền bị thu giữ thực sự là hàng giả, và sợi dây chuyền thật đã bị Hắc Kê Tổ làm rơi rồi. Thấy không có ai, vội trốn vào phòng tiện ích. Và khi cảnh sát rời đi, đại ca lại trở thành người dọn dẹp. Hóa ra lúc rằng co, anh ấy đã nhét đồ thật vào thùng rác, thuận lợi ném đồ giả ra ngoài. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu trốn thoát như thế nào. Hắc Kê Tổ đẩy xe vào phòng hộ sinh. Sau khi bước ra, anh ta mạnh dạn đưa túi rác cho nhân viên kiểm tra an ninh. Và khi thanh tra an ninh mở túi, gần như không theo thông lệ. Ra là như này, Hắc Kê Tổ với một đống tã, lấy trộm thành công sợi dây chuyền vô giá.